Thì đối với Thuận, khi mà chúng ta nói tới BTC, Thuận nghĩ là chúng ta chỉ có hai kết quả mà thôi. Một là Bitcoin hoàn toàn thất bại và không ai quan tâm đến. Hai là Bitcoin sẽ thành công mà nó sẽ không có giữ mức bây giờ đâu. Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Chúng ta nói tới BTC đó thì ngày càng trưởng thành và chúng ta một ngày nào đó thì sẽ đến cái mức là Bitcoin halving sẽ không còn là cái hiện tượng đáng chú ý nữa. Nhưng mà từ đây đến đó, thường nghĩ chúng ta vẫn còn một thời gian. Năm nay chỉ là năm 2023 mà thôi. Các bạn cứ nghĩ đi, tới năm 2024 thì còn hơn một năm. Tới năm 2028 thì chúng ta còn khoảng 5 năm nữa. Và tùy theo các bạn lạc quan như thế nào. Giống như là đây là cái người dẫn đầu của công ty Blockware, Joe Burnett. Thì Joe Burnett thì rất là lạc quan, các bạn nhìn vào những gì Bitcoin có thể đạt được. Thì đối với Thuận, khi mà chúng ta nói tới BTC, Thuận nghĩ là chúng ta chỉ có hai kết quả mà thôi. Một là Bitcoin hoàn toàn thất bại và không ai quan tâm đến. Hai là Bitcoin sẽ thành công mà nó sẽ không có giữ mức bây giờ đâu. Nếu như mà chúng ta nói tới Bitcoin thì một là Bitcoin trở về con số 0, còn hai là Bitcoin sẽ rất đáng giá. Thường không nghĩ là Bitcoin sẽ lưng chừng ở cái mức giá như thế này đâu. Và đối với Joe Burnett thì hoàn toàn có thể. Đối với Joe là chúng ta có 3 khả năng. Khả năng đầu tiên là Bitcoin sẽ trở thành vàng điện tử. Và nếu như vậy đó thì giá BTC sẽ ở đâu đó khoảng 500.000 cho đến 1 triệu đô la cho một BTC. Thứ hai là khả năng BTC trở thành một loại tài sản lưu trữ giá trị. Thì lúc đó giá BTC có thể đạt được cái mức là từ 5 triệu đến 10 triệu đô la cho một BTC. Và thứ ba là khả năng BTC trở thành một cái tiền tệ quốc tế được lưu trữ thay thế luôn cả đô la. Thì lúc đó giá BTC sẽ hơn 23 triệu cho một đồng BTC. Đối với lại Thuận như một số người đó thì nói là chúng ta đừng nên đi quá xa quá nhanh. Chúng ta đầu tiên hết hay nghĩ đến Bitcoin có trở thành vàng điện tử được hay là không. Đó là điều đầu tiên. Và Thuận thì nghĩ là Bitcoin hoàn toàn có thể là trở thành một tài sản lưu trữ giá trị như là một vàng điện tử. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn vào bài phân tích của Blockware đó thì họ rất là lạc quan các bạn. Ngay cả Thuận cũng không lạc quan như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn vào cái cách mà họ tính á, Thuận sẽ không có đi vào nhiều chi tiết. Nhưng mà hiểu đơn giản thì họ nhìn vào những cái loại tài sản hiện bây giờ. Thì cái mà họ nói là premium nên theo được hiểu đây là mỗi một loại tài sản thì chúng ta có những người lưu trữ tài sản đó vì họ thật sự cần tài sản đó, hay là những người khác họ lưu trữ cái tài sản đó tại vì họ dùng tài sản đó như là một cái tài sản lưu trữ giá trị mà thôi. Để thường chia sẻ chi tiết hơn với các bạn, giống như là họ nói về tiền mặt đi, tiền mặt và trái phiếu. Thì đối với lại công ty Blockware đó, họ nghĩ là tất cả những người nào lưu trữ tiền mặt tại vì họ cần lưu trữ số lượng tiền mặt đó, họ không có lưu trữ với một lý do nào khác ngoại trừ là lưu trữ để họ sử dụng mà thôi. Và ngay cả trái phiếu cũng vậy, họ mua trái phiếu chỉ đơn giản là tại vì họ muốn sau này lấy lại được cái số tiền mà họ đã cho vay cộng với lại tiền lời. Nhưng mà những loại tài sản khác thì không phải, giống như là công ty Blockware đưa ra ví dụ là vàng. Thì vàng đó, trên căn bản là có một số người họ thực sự là cần sử dụng vàng. Giống như là một công ty họ mua vàng để mà họ sử dụng trong cái công nghệ, sử dụng làm những cái đồ điện tử. Hay là nhiều người họ có thể là mua vàng để họ làm trang sức. Thì những người đó thực sự là họ cần vàng. Nhưng một số người khác đó thì họ lưu trữ vàng không phải là vì lý do dùng trong công nghệ, hay là vì lý do họ muốn mang vàng dùng làm trang sức, mà họ thực sự lưu trữ vàng như là một cái nơi mà lưu trữ tiền, một cái tài sản lưu trữ giá trị. Thì ước tính là khoảng chừng 53% của cái số lượng người trong vàng là như vậy. Đây là cái tính của Blockware. Kế tiếp là equities. Equities nghĩa là cổ phiếu. Thì có một số người họ lưu trữ cổ phiếu vì nhiều lý do, giống như là họ lưu trữ cổ phiếu tại vì thật sự là họ cần phải lưu trữ để họ có thể giữ một chiếc ghế ở trong hội đồng quản trị, hay là họ lưu trữ cổ phiếu đơn giản là tại vì họ muốn lấy được lợi tức. Nhưng mà không phải cổ phiếu nào cũng trả cổ tức được các bạn, và không phải là bất cứ nhà đầu tư nào họ giữ cổ phiếu cũng vì họ muốn tham gia vào hội nghị cổ đông hay là họ muốn tham gia vào hội đồng quản trị. Cho nên có rất nhiều những nhà đầu tư họ lưu trữ cổ phiếu cũng giống như là một loại tài sản để họ có thể bán lại với cái mức cao hơn sau này, giống như là một cái loại tài sản lưu trữ giá trị cho họ. Và cái mức đó là khoảng 58.7% của những cái người mà đầu tư vào cổ phiếu. Ngay cả bất động sản cũng như vậy. Bất động sản thì nó khác một chút tại vì đối với lại công ty Blockware thì có khả năng cao là phần lớn những người mà mua bất động sản tại vì họ thật sự là cần bất động sản, giống như là họ cần mua để ở, họ cần mua để dùng làm kinh doanh. Nhưng mà cũng có một số những nhà đầu tư họ mua bất động sản cũng như là một tài sản họ lưu trữ giá trị trong đó mà thôi. Và ước tính là khoảng 23.1%, ít hơn so với lại cổ phiếu và vàng. Thì đây là cái cách mà Thuận có thể giải thích đơn giản nhất. Thuận nghĩ đây là cái cách mà họ tính cái premium. Cái mà họ muốn chia sẻ ở đây đó là khi mà chúng ta nhìn vào tất cả những loại tài sản lớn trên thế giới này, chúng ta tính tới, thứ nhất là chúng ta nhìn vào cái phần
là 326.000 tỷ này đi. Đây là cái tài sản nằm ở trong thị trường bất động sản hiện tại. Chúng ta có thể nhìn thấy được là cái phần kế tiếp là cái phần màu vàng này là 12.2 nghìn tỷ là cái số lượng tổng số vốn hóa ở trong thị trường vàng. Cái phần màu đỏ này 108.000 tỷ đó, cái số lượng vốn hóa nằm trong thị trường chứng khoán toàn cầu. Và chúng ta có thể nhìn vào 303.000 tỷ này, đây là cái số lượng tiền nằm trong thị trường trái phiếu. Và 30.4 nghìn tỷ này là nằm trong tổng số tiền mặt của tất cả tiền pháp định hiện tại. Và nếu chúng ta nhìn vào Bitcoin đó là một cái tài sản cực kỳ nhỏ luôn. Chúng ta chỉ tính tới thời điểm cuối năm ngoái là 0.4 nghìn tỷ mà thôi, có nghĩa là khoảng 400 tỷ đó các bạn. Con số không hề cao. Chúng ta được là nó không có chiếm bất cứ một cái phần nào đáng kể trong cái pie chart này hết. Nói chung thì đây là một tài sản rất là nhỏ hiện tại khi chúng ta so sánh với những loại tài sản khác. Thì đương nhiên chúng ta không thể so sánh Bitcoin với những tài sản khác ngang hàng được, tại vì Bitcoin quá mới và vẫn chưa có nhiều năm. Nhưng mà cái mà công ty Blockwell cũng chỉ ra là chúng ta thực sự nhìn vào cái sự phân phối này có thể đưa ra một cái nhận định là khả năng nếu Bitcoin tiếp tục tồn tại thì sẽ có nhiều cái cơ hội. Và nếu như nói đến cơ hội đó thì chúng ta sẽ nhìn vào cái cách mà công ty Blockwell tính, rồi Thuận sẽ chia sẻ cái suy nghĩ riêng của Thuận. Tại vì cách họ tính thì nó có cái phần cũng không có hợp lý lắm các bạn. Nói chung thì họ lấy những tài sản mà chúng ta vừa nói tới giống như là vàng đó, thì họ nói nếu như mà Bitcoin có cái số lượng người mà đầu tư vào vàng chỉ đơn giản, tại vì họ đầu tư như một loại tài sản đầu tư lưu trữ giá trị, thì cái phần đó là khoảng 53%. Họ ước tính chỉ có khoảng chừng là 47% của những người đầu tư vàng là họ thực sự cần vàng một lý do nào đó mà thôi, còn lại là chủ yếu giữ vàng để đầu tư. Thì nếu như mà Bitcoin chiếm được cái phần 53% của những người đầu tư vàng để đầu tư đó, thì chia cho 21 triệu BTC, thì các bạn thấy được là nếu tính như vậy đó thì giá BTC có thể ở mức là 327.000 đô cho một BTC. Nếu như chiếm được cái số lượng người đầu tư của thị trường vàng vào trong BTC, nếu như mà tất cả tiền pháp định trên thế giới mà chia cho 21 triệu BTC thì chúng ta sẽ có mức giá của một đồng Bitcoin là 1,7 triệu đô la tổng cộng. Nếu như mà chúng ta chiếm được cái phần của những nhà đầu tư vào trong thị trường cổ phiếu đầu tư tại vì họ muốn lưu trữ giá trị đó, thì có thể là BTC lên tới mức là 4.7 triệu đô la cho một BTC. Nếu chúng ta nói tới thị trường trái phiếu đó thì chúng ta chiếm phần trăm thị trường trái phiếu thì một BTC lên tới con số kinh khủng là 19,2 triệu đô la cho một BTC. Nếu như chúng ta tính thị trường bất động sản, chỉ cần lấy được cái phần trăm của những nhà đầu tư bất động sản là tại vì họ muốn lưu trữ giá trị, thì BTC có thể lên tới là 19.2 triệu đô la cho một đồng BTC. Và kết luận của họ là giá của BTC có thể lên tới 22,8 triệu đô la cho một đồng Bitcoin nếu như lấy được một phần của những cái thị trường này. Và đương nhiên nhiều bạn sẽ nói là đây là một cái tính nó cũng khá là ảo và khá là hão huyền. Nhưng mà điều mình thường muốn chia sẻ đây đó là không phải là con số các bạn. Chúng ta cứ nghĩ đi, nếu như mà công ty Blockwell là họ đã tính sai 90% thì giá BTC ở mức là 2,8 triệu đô la. Nếu như họ tính sai 99% thì giá của BTC ở mức là 228.000. Và đây là cái cách suy nghĩ mà thường muốn truyền đạt đến các bạn. Thường không có phải nói với các bạn là chúng ta nên tin những gì mà công ty Blockwell chia sẻ ở đây. Thường chỉ muốn chia sẻ cái cách mà các bạn cần phải suy nghĩ đến. Nếu như mà Bitcoin thất bại thì có thể trở về con số 0. Nếu như Bitcoin thật sự tồn tại thì Bitcoin không thể nào mà ở mức như thế này được. Thường nghĩ là Bitcoin sẽ phải chiếm một phần nào đó của những thị trường khác. Cái phần đó là bao nhiêu và Bitcoin sẽ đáng giá bao nhiêu là tùy theo suy nghĩ của các bạn liên quan đến tương lai của BTC như thế nào. Cho nên rất là nhiều người đưa những con số như là 250.000 hay là 500.000, tại vì họ suy nghĩ đơn giản là nếu như Bitcoin có thể chiếm được cái phần trăm vốn hóa là phân nửa vàng mà thôi, đừng nói tới là chiếm hết phân nửa vàng mà thôi, thì lúc đó giá của BTC có thể lên tới mức là khoảng 250.000 đô. Nếu như mà BTC ở cái phần trăm vốn hóa ngang với lại vàng đó thì có thể là lên tới 500.000 đô cho một BTC. Nhưng mà thường nghĩ đó cũng là cái cách mà suy nghĩ nó đơn giản. Nếu chúng ta nhìn vào một cách khác đó thì BTC không cần phải cạnh tranh trực tiếp với vàng. BTC chỉ cần lấy một phần nhỏ của những cái mảng đầu tư khác, những người mà thật sự họ đầu tư không phải là vì lý do họ cần phải lưu trữ bất động sản, hay là họ cần phải lưu trữ tiền mặt, hay là họ cần phải lưu trữ trái phiếu, hay là họ cần phải lưu trữ vàng vì một lý do nào đó, mà ngoại trừ là cái lý do nhất họ lưu trữ là tại vì họ muốn có một cái gì đó để mà bảo vệ cái tài sản của họ, tại vì tiền sẽ mất giá theo thời gian. Thì nếu như mà Bitcoin chiếm một phần của tất cả những mảng đầu tư này mà thôi, phần đó bao nhiêu thì các bạn có thể tự ra kết luận thì giá của BTC sẽ lên tới như thế nào. Chỉ cần là BTC thực sự tồn tại
thì chúng ta sẽ thấy được là chúng ta sẽ có nhiều cái cơ hội như thế nào rồi. Đây là cái tư duy mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn. Nhưng mà đương nhiên chúng ta sẽ không đến những cái mức đó trong vòng 1 năm, 2 năm các bạn. Đây là một quãng đường rất là dài cho một loại tài sản mới. Chúng ta vẫn còn rất là nhiều điều mà chúng ta phải đối đầu với trong năm nay, như là Thuận vừa chia sẻ với các bạn, liên quan tới Fed, liên quan tới lãi suất, liên quan tới cái sự lưu thông hàng hóa toàn cầu và liên quan đến nhiều cái sự kiện kinh tế vĩ mô khác. Và đây là tất cả những thông tin mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này và Thuận sẽ gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.